là khó xét nổi nhị niên kỷ dậu, là hai kỷ dậu đó, là kỷ dậu là chiến phát là thấy luôn này không có. Và cái này chuyện này anh chỉ nói em thôi chứ mình không có nói cho người ta tùm lum ta nghe, ta cười mình nữa, ta không có tin đâu. Em đi hỏi mấy người cao tuổi, mấy người có coi qua đó, ta mới biết, mà nhiều người không hiểu đó đâu. Chứ cách đây là em lúc đó chắc chưa sanh đâu, anh nghe ông già ông họ ngồi uống trà uống cà phê chung với cái ông này, người ổng đạp câu đài coi bên Phi Lạc Sa Tàu á, thì nói chừng nào Miến Điện á, nào Myanmar Miến Điện mà khởi sự chiến tranh là đời tới, bây giờ chiến tranh này đã thấy chưa, đã tới rồi. Còn thằng thầy ra ông nói sông Tiền Mỹ Thuận bắt cầu, núi Cấm Quá Lầu lộ vẻ gần đây, mà em thấy bây giờ bắt cái cầu thứ hai xong rồi, thấy tháng 11 rồi xong rồi nè đó, còn chờ gì nữa. Bởi vì bây giờ em cứ kêu phi tu không á, ta cười người ta nói gì nói kệ người ta, mà nhân đã tới rồi, có nhiêu cứ làm đi, không có còn đâu. Nào thấy hình nào, cái này là cái hình này là cái hình này là hồi đó anh không có thọ giáo là linh lắm á, thầy đè anh đó. Hình này nè, anh thấy hồi đó giờ anh đâu có đi tổ đình đâu, tự nhiên cái không biết ai dẫn anh đi tổ đình, cái bước vô cái hình này nè, là cái thấy tự nhiên cái ngã vô người đỡ mình dòm xung quanh, nó ai xô vậy, anh đỡ không nổi, anh buông tay vợ anh lao mình sức vậy, nó sục kỳ vậy. Thì mấy sao em ở cái gì ở đâu rồi, nó lên nó rủ đi về dưới ngày ngày 18 tháng 5, ông cứ ăn chơi hoài, ông bỏ đạo nguồn gốc, anh đi về dưới ở dưới mấy em đồ nó súng nhau nói chuyện đạo, anh mệt quá lên gác anh ngủ. Thì nè cái này nè, linh lắm, cách đó khoảng 5 6 ngày à, anh dò anh đưa cái dò vô làm cọp coi vậy. Vậy em lao 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 tới chỗ hình thầy số đấy dưới này, anh mới để lên trang lời sáng xuống anh hỏi, nói em cái này em thỉnh hình gì uy tín hình màu đẹp lắm, cái hình này tham mày thích không, hình xưa lâu lắm rồi đó. Anh nói thôi mày chê hồi xưa để tao, anh đem về tới giờ đó Dạ, mấy chục năm rồi. đồ cũ đồ thiệt vậy mà, chứ ham đồ mới vậy mà, mau hư. Đúng rồi à, bởi vậy anh nói em anh tâm Cái câu đó sự hay quá rồi anh, cái câu đó hay, nghe cái câu mà khó xét nổi kỷ niên khó xét nổi kỷ niên, khó xét nổi kỷ niên kỷ dậu, khó xét nổi nhị niên kỷ dậu, nhị niên đúng rồi, nhị niên nhị niên là 2 năm đó. không, nhị niên là cái là hai hai cái kỷ dậu á, kỷ dậu thứ nhất và kỷ dậu thứ hai là cuối cùng đó. Còn còn thầy ra đời nói tiếp đó là năm kỷ mão thôi, là đoạn giữa, có đoạn sau là kỷ dậu nữa nè. Em đi hỏi ra đi, với Phi Lạc Sơn Tàu á, mấy người ta có coi á, à, nói chừng nào Miến Điện Myanmar chiến tranh là đời tới, bây giờ coi với lời di ngôn như giờ sấm truyền của Phật thầy Tây An nói sông Tiền Mỹ Thuận bắc cầu núi Cấm Quá Lầu lộ vẻ gần đây đó, rồi thầy cũng nói mà nói đúng á, bây giờ theo thầy hay nhất, thầy nói nhiều gì thiên cơ người quý lắm mà không ai hiểu. Em nói nè, cha nọ bồng con vợ khóc hòa, tan nát sớm liền khổ dữ a, nhà không kẻ ở ôi nói trước, nếu chẳng tin lời gặp tiếng tha đó, lại chờ cũng như cậu hai xỉu nữa nè, cả Bắc Nam khí trời mù mịt, lộ không nhà Lỗi lộ không không người người nhà bích lối ra, bích nghe có chưa có chưa mà nhân đó. có Mình coi coi tiếp nó thì nó cảnh đấy còn xảy ra mãi mãi chứ đâu phải một lần đâu, cái đó mới lần đầu thôi. Bây giờ là Trung Quốc hiện giờ đang, anh mở cái anh coi mạng á, là ở Trung Quốc hiện bây giờ đang bị dịch vô là biến thể là phổi trắng, nó tùm lum hết, bên Trung Quốc bây giờ nó tùm lum hết, Đúng rồi, nó có biến thể mới bây giờ đó. nó không có tin về trời Phật, thằng đó là thằng ở láo lắm, mặt thịt mà nói với thằng Dương Dương Nghị là đi làm bộ hiện mà thấy Hoàng Sa gì sao không kiếm nó không trả, khổ lắm em ơi. Mà Phật và ông Trần Định trường Hoàng Sa Trường Sa giang tay giữ mà việc không cần đánh mà Việt Nam bắt chiến tự nhiên thành tự nhiên kể nó cái trận chiến Biển Đông này đó, tại không có ai coi hiểu hết đâu, anh không có sẵn anh coi trên mạng bây giờ anh mới hiểu là ông cậu
mà 12 hồi có sư giải không phải á, ông nói cái tháng ất sửu là cái tháng 12 là ất sửu nè, là phiên gác phiên quốc khởi chiến tranh, là bảo đảm em tháng 12 là thằng Tàu nó quýnh thằng Đài Loan, anh bắt chắc chắn em, anh coi hết anh già nhiều lắm. Cậu hai anh sĩ cũng nói đời không đạo, cái đời vô liêm sĩ, đạo không đời, đạo biết dạy ai, đã không có đạo như tệ hơn nhà trái, bị cháy nhà chỉ khổ rồi ba ha, mất đạo rồi khó kiếm đâu ra, cậu khổ lắm. Cậu hai sĩ nói nhiều lắm. Cũng như nè, tiền dùng đúng thì tiền hiền như Phật, bạc sẽ làm bạc ác hơn ma, tiền với bạc đó cũng tại người ta, chứ nói là vô tri mà. Đấy, cậu hai sĩ nói em, mà nhiều người ta đã thích cậu hai sĩ đó, ta thấy một cười trên mạng rồi. Ông nói đó, ông năm nay 55 tuổi, ủa 65 tuổi rồi, thằng trai rồi đạo hạnh, ông nói bộ đạo đâu, ông nói tầm bậy cậu hai sĩ. Trời ơi, xa địa ngục, Nam Mô A Di Đà Phật, tao sợ quá rồi, tao quá hồ, tao thắt rồi. Nói ông nội ơi, ông này tao nói mày, em biết đó. Thôi bỏ đi, bây giờ mình không có xăm soi chuyện ta, bây giờ là thật sự ra là Y Lan nói vậy đó, là hiện bây giờ đó là cái câu tiên tri của chứ Tứ Thánh nó cho biết là chờ cho chú chọc thả câu, áo kia mắc nút còn bao mới là đó, nói ra nước mắt chan hòa, thương cho anh chị khó mà thoát thân. Thấy chưa, tái công chuyện chưa đó, hay là không, hay là lộ giờ không ai biết đâu. Lộ lắm, lộ rất là nhiều luôn, rất là ghê. Ông nói thiên tặng hay nước mua đồ tốn thâu làm việc bị hồ hóa tàn, thấy không, thấy rõ ràng không, thấy không đó, có gan binh hồ chủ tịch đó quýnh đang khuyên tặng Tý Hoàng làm miên còn phiên là tụi Trung Quốc tóm thâu Nam Việt bị hồ phá tan ngay giờ, thấy hồ chủ minh á, thấy Tứ Thánh nói không, còn cái gì muốn ăn cá lớn phải hao miếng mồi, biết gì không, là muốn giải phóng miền Nam là phải hy sinh cái Hoàng Sa. Độc lắm á, Tứ Thánh nó độc lắm á. Hay đó, đúng rồi, nó hay lắm. Siêu lắm. Nó siêu hết. Mà gần đây tao sợ nhất là thấy bây giờ mưa bão núi cấm là bây đó giờ làm có nước lục. Thấy không? Lấy đồ mà chúng ta. Lấy đồ qua. Mọi việc mới mòn mà. Hả? Mòn sông, mòn biển lại còn mòn non. Đổi nhật, đổi nguyệt, đổi non. Đổi năm, đổi tháng, đổi trong ngày giờ. Đổi cha. Đổi gia lại đổi nhà thờ, đổi cồn, đổi bãi, đổi cờ Nam Vang, thấy chưa? Yeah. Trời xanh đâu áo bốn phan, nước tràn bờ cõi khó yên, trời ghê lắm. Nói Tứ Thánh ông nói ông lộ hết trơn à, mà người có tâm đạo mới hiểu, thấy không? Bởi thầy cũng nói tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm, cái tâm mình đừng thấy nữa sẽ rõ đạo màu. Em hiểu chưa? Em cứ lặng cái tâm đi. Không có xuyên sọ, không có nói ai chứ sẽ rõ đầu màu. Tâm bình tĩnh vậy thì phát huệ. Anh nói thiệt với em, với em rồi đó, giờ anh ở ngoài đời, anh ở Sài Gòn, anh đâu có nghiên cứu về thầy đâu. Để gặp được một đệ cũng cùng chung chí hướng với mình, cũng biết về đôi nét về Phật pháp tâm linh, thì anh em cũng để trao đổi, đang để chia sẻ đến cộng đồng mạng cho bà con biết, để mục đích là người ta tu hành. Thì cũng cái đó là một cái quyền lợi lớn nhất của cái trong cái chuyện bố thí, đó là pháp thí. Thì hôm nay đệ có thể giới thiệu mình tên gì, rồi ở đâu, rồi mình sẽ tâm sự với đệ như thế nào? Em tên là Trần Hữu Nghị, quê ở Chợ Gạo Tiền Giang. Nay em có nằm trên những giấc chim bao lạ, em chia sẻ trên cộng đồng mạng cho bà con để biết. Và cái năm mà cách này á, mình là cũng lâu rồi, mình là cái năm nay cũng nào giờ quan tết năm mẹo, năm giờ mới qua năm mẹo, là bà Phật thầy đang có cho thấy là ông nói như vậy, ông nói con mua gạo dự trữ đi, rồi cái ông bay về hướng đông bắc, về biển đông á anh, ông bay về biển đông xong rồi rồi tới mà những năm mà chưa chuẩn bị cấp chốt á, mẹ Quan Âm xuống chiếu hào quang, hàng tuần lễ chiếu hai lần, với mà bảo bùng đồ mà chưa tới anh Quốc Tạo,
là mẹ cho biết trước hết luôn, mẹ cho tháng chứ mẹ không có cho ngày. Dạ. Rồi, mẹ cho tháng, như năm nay nè có một cây bão vô đất liền ở bà con Gò Công á, Gò Công Đông á, coi chuẩn bị có cây bão lớn vô dữ dằn lắm. Dạ. Làm dạ mẹ cho báo là trước nay là khoảng 2-3 tháng rồi đó. Cái hiện giờ là ở ngoài Quế nè, hiện giờ luôn nè, bữa nay là trực tiếp bữa nay luôn là ở ngoài Quế, ngoài là đang mà mưa bão là đang là ngập đường luôn đó. Bà con người ta phải dùng những cái phương tiện là phải dùng xuồng để đi đó, đường lộ mà dùng xuồng đi đó. Thì Dạ, tại vì em ở chợ gạo á, cách vào Công Đông là chỉ có 30 cây số thôi, ở cơ biển có 30 cây số thôi đó anh Quốc Thảo. cũng cận biển luôn ha, ghê quá ha. Em ở gần biển mà, nhà em cũng ở gần, cách sông có chừng 100 mấy thước à. Vậy hả? Biển luôn hả? Hay là sông? Biển à, nhà em gần sông, nhà em cách sông 100 mấy thước, nhưng mà từ nhà em xuống cửa biển là khoảng 30 cây số. Vậy là nước, vậy là nước của mình là nước ngọt hay là nước mặn? Của em ở đây là từ tháng Tết đó, nhiều khi mặn sớm đó, tháng 11 âm lịch là có mặn, hoặc qua Tết là mặn mặn mấy tháng, là mặn mấy tháng vậy đó anh Quốc Tạo. Vậy là mặn là uống không được hả? Không không có uống được, anh tắm rồi mà tắm còn không được nó mặn chết à. Vậy mình dùng nước gì? Nước mình xài nước tên cái mạch nước ở trên Bình Đức đổ đưa về anh, Bình Đức Mỹ Tho, trên Mỹ Tho á. Cái nước ống nước bò anh nó tạo. Cái thời gian gần đây đó thì tất cả mọi sự việc đó là nó rất là đổ xô về hiện giờ, đó là nào là chiến tranh, rồi nào là dịch bệnh, rồi nào là thiên tai lũ lụt. Vậy thì Dạ. có những điềm báo gì nữa không, ngoài những điềm báo đó có những điềm báo gì nữa không để À, báo cho bà con biết? em đang nằm ngủ là 2 giờ khuya là có một cái tiếng một ông Phật, ông kêu vậy nè, ông nói vậy nè, năm thìn khổ chiến tranh, ông nói mà nói lòng lộng luôn, em giật mình vậy là em coi 2 giờ đúng luôn anh Quốc Tạo. Đúng rồi, năm năm thìn là thật sự là khổ chiến tranh, thì nó cho khách Dạ vợ mình để chưa. mà tới đây mới đây nữa nè anh Quốc Tạo, mà em thấy cái gì là có cái đó hết. Chiếc xe mình đang chạy như vậy, đang tháng không ăn như vậy nè, là tự nhiên cái là đã bữa trước em chạy còn tháng ăn, có 3 bữa sau cái ngủ ngủ đêm dậy sáng là thấy không ăn, là chạy tháng không ăn luôn, y chang luôn anh. Ngộ ha. Dạ rồi rồi em mới đây cách đây là khoảng khoảng này khoảng tuần lễ là em gái em thì nó lỗ tai khô, cái xuống có một cái bà Phật đó, là xuống đó, là nói sao lỗ rồi gái con cô khó lấy dữ vậy, cái con thấy y chang anh đó, xuống mà giặt lỗ tai luôn á, nói anh là không biết anh tin em nói sự thật luôn á. Tại vì tin chứ, tại vì cái người nói mà thấy cái tâm nó tốt, nói thể hiện qua cái tâm là mình giờ mình biết. Dạ anh hồi đó giờ anh thấy chiếc thuyền Bát Nhã cho anh có tạo Chưa chưa thấy bao giờ. chiếc thuyền Bát Nhã là nó, em nói anh á là nó giống giống cái anh biết cái đầu rồng của mình á, y giống như con rồng mình vậy đó, mà nó nhỏ nha, mà không có cái đáy anh có tạo, Không có đấy. không có đáy, thuyền Bát Nhã không có đáy. Vậy là ai mà không tu thì sẽ lọt, còn ai tu thì sẽ ngồi được trên thuyền. Dạ xuống xuống mà xuống mà em nói anh cái vận tốc nha, mà cái bơi xuồng nó bơi theo, nhưng mà nói thành ra thành là người ta không hiểu nha, chỉ có nhích 1 giây không nữa đi hàng em nó không biết bao nhiêu cây số luôn, mà chỉ nhích một bơi một cái nhẹ thôi mà bơi mà nó bay lạnh như mình, tương tự mình nói thường như là tên lửa vậy đó anh, bay lẹ vậy đó. Cho anh hỏi cưng á, là cưng có động bao thấy những cái cuộc như là chạy không, giặt Có giả cuộc anh có đủ thứ, thấy súng rồi bắn đồ đủ, giáo chim bao của em thấy là súng bắn rồi bắn là từ cái hướng thành phố Hồ Chí Minh đó anh, nó bắn về Tiền Giang đó, anh bắn dữ lắm đó, anh Quốc Tạo, ha, cờ bắn cuộc nó dữ lâu dằn lắm lắm chứ. anh Quốc Tạo, Thì cứ nói đi. bắn dữ lắm anh ơi, súng bắn dữ lắm anh Quốc Tạo ơi, nó bắn xuống nó tràn xuống tới Tiền Giang mình luôn á, chứ không phải mà nói gì ở trên cái cánh An Giang anh đâu, đừng nói An Giang có mà Tiền Giang không có đâu nha anh Quốc Tạo.
nó đi điều gan hết chứ. Tại vì có một đoạn thầy nói như thế này, ở trên anh á thì nói là qua lộ văn giáo máu tràn thành sông, đổi nhật đổi nguyệt đổi phong, đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ, đổi ông cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn đổi bãi đổi cờ nam bang, là cái trên đó là nó thay đổi hết cả cái phần an giang của anh. Còn cái chỗ châu đốc của anh á là tam châu hữu ngạn lỵ nhỏ xa, thập bát chư bang động can qua, dương gian mãnh thú trừ tàn ác, lê thế hậu lai khổ thiết tha, đã trên chỗ châu đốc của anh đó. Rồi bắt đầu cái ông tam hoàng thơ ông mới tiên tri như thế này, ông nói là sao mày chẳng xuống chợ kinh, tức là sợ kinh kinh sáng của Tân Châu đó, đi ngang Châu Đốc, là nghĩa là giặc nó không vượt bên cánh đó mà nó vượt qua cánh của Châu Đốc, đi ngang Châu Đốc trà Vinh trả về là đi xuống qua khỏi Tiền Giang của cưng luôn, qua khỏi Tiền Giang Trà nha từ cưng. hai em á qua bên Trà Vinh gần Sạch à, đi Ờ đi ngang qua cầu Rạch Miễu, qua cầu Cổ Chiên gần Sạch, anh có tạo qua đường chim bay gần Sạch à. đó thì đó thì từ cái chỗ của cưng là nó sẽ kéo dài qua Tiền Giang nè, rồi Trà Vinh nè, rồi Mỹ Tho này, nó kéo dài một đoạn của cưng là nó kéo dài qua đó, nó quýnh tàn sát qua đó hết rồi nó mới quay lại, nó mới mới trở về đó. Còn có chỗ thì nói là ăn Tết đi đá thiệt đông, đi ngang Châu Đốc Trà Vinh trở về, cũng là cái câu đó nữa, nói là cũng là Trà Vinh anh nữa. cũng tạo dạ. Anh có tạo đó giờ thấy mẹ Quan Âm không? Chưa thấy bao giờ. Em thấy 7 lần rồi đó anh. Thấy giống trong hình luôn ha. Dạ mẹ xuống á, em nói anh nghe, mẹ xuống á, bà xuống dưới trần á là mẹ có một cái cục về quần về mẹ đứng là không cái độ không đụng đất. Mẹ nói y như là mẹ nói một lần á, em thấy là thấy trực tiếp luôn, 2 lần thấy trực tiếp nha, 3 lần thấy trực tiếp chứ, là mấy giấc kia thì ngủ giấc chim bao thấy, còn 2 lần 3 lần kia là thấy trực tiếp luôn chứ không có nằm ngủ giấc chim bao nha, mở mắt ra thấy trơ trơ nha chứ không phải mà Rồi, cứ cứ nói rồi để anh mở nói mắt ra thấy luôn chứ không phải mà nói nằm ngủ mà thấy, nằm ngủ thì thấy 3 4 lần, còn 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 mình thấy không là 3 lần đó anh. cái mẹ Quan Âm là đâu phải ai cũng phải ai muốn thấy là thấy, phải có người có duyên mới được. Rồi em hỏi mấy người ở trong chùa anh, nói ông cái cậu đó khoảng 8 mấy tuổi, hỏi cậu cậu có khi nào cậu thấy mẹ Quan Âm nó không, mà đó giờ cậu không thấy, nói sao con thấy hoài, thấy mẹ hoài à. Với hai nữa cái đầu của mình anh, lâu lâu cái tự nhiên mà tự nhiên nó chạy từ ở trên nó chạy xuống tới chân mà chạy nóng lạnh lạnh lạnh, rồi các em con hiểu cái đó là cái gì luôn, mình tưởng là sốt rét. Cái em mới hỏi mấy cái dạng như mấy người mà dạng như có căn của mẹ đó, ta nói đó là điển mẹ chạy chứ đâu phải sốt rét đâu, mà lâu lâu có chạy vậy đó anh, có tạo Cái ở trong cái phần vô vi đó thì mình không thể nào mình nói được, có nghĩa là nó còn nhiều cái bí ẩn lắm trong cái phần vô dạ vi á. dạ Thì cưng mà thấy cái được thì cái điểm đó là một cái điểm tốt, nhưng mà không phải ai cũng thấy được đâu nha, hiếm lắm. dạ nhưng mà anh có tạo cái cư sĩ là ai cũng cư sĩ nhiều lắm, nhưng mà sao em không, cái phần của em phần du di em không thấy nữa, các cái sử kia cư sĩ kia mà sao em thấy anh nó đặt lâu, em nói anh là anh căn 1m68 là đúng không, anh có tạo Đúng luôn, đúng y gan vậy đó. Anh này cân ký 68. Đây, chút anh lấy cân, anh đứng lên anh cân cho bà, cho anh chiều cao chứ. Chiều cao. chiều cao á 1m68. Phải mà cưng nói anh Ủa chứ cân, phải cưng nói anh cân nặng bao nhiêu nữa là là anh sợ luôn á. không, em không thấy cân nặng nhưng mà em thấy anh cao 1m68 chứ không tới 1m7, đúng không anh Quang Đúng y gan vậy đó. 1m68 Tạo? thôi mà không bao giờ đi lên đi xuống như chân, nằm ngu đó hoài đó, mà gia đình vợ cũng không biết luôn nữa. Dạ, tại vì bữa đó em ngủ em xuất cái hồn em đi em thấy anh mà ở ngoài mà. Cái ngoài ra cái việc mà cưng thấy giặc giả như vậy đó, rồi nói là năm thìn như vậy đó, thì ở bên anh đó thì có cho biết là con rồng mới nửa ngút nanh mà trong bá tánh thất thanh hải hùng, có nghĩa là có người thì không biết năm sau hay là 13 năm nữa, nhưng mà theo anh thì năm sau, là tại vì hiện giờ nó đã lộ hết rồi cưng, nó lộ ra mùng một đó Dạ nha, mà mà chứ không phải mà mình nói bà bằng cái miệng, nó lộ ra ở ngoài là giặc dậy lăng xăng giặc dậy, rồi đánh nhau tầm bậy đánh nhau, nước nào ở đâu đánh Dạ đó, rồi thấy rõ ràng đánh tùm lum hết trơn, chứ đâu phải mà nói mà tâm linh thì tâm linh, nhưng mà thật sự là nó đã lộn quá luôn rồi đó. Lộ luôn mà giờ anh thấy thằng Nga quýnh với thằng Udena rồi thằng Israel quýnh với thằng Hamas rồi, anh thấy là y chang luôn rồi. Rồi bây giờ lại quay tới thằng thằng Trung Quốc mà nó quýnh Đài Loan là mình còn khó chịu nữa nè, là tại vì thằng cái
tổng thống của Đài Loan đó là bà Thái Văn Anh đó, bà nói nếu mà Trung Quốc mà bắn một cái viên đạn, một cái tên lửa nào qua đất nước của bà là bà sẽ nhắm hết vào trong cái Đập Tam Hiệp đó bắn. Mà Đập Tam Hiệp đó đó, ở dưới Đập Tam Hiệp đó là cưng biết rồi đó, là 6 tỉnh thành của Trung Quốc, Thượng Hải, Vũ Hán và vân vân, là một tổ tỉnh thành của Vũ Hán, một tỉnh thành của Trung Quốc là bằng một cái nước của mình. Mà 6 tỉnh thành như vậy đó là sẽ nói chung là sẽ vùi chôn 6 tỉnh thành đó luôn đó. Thì cưng biết ở đầu nguồn mà nước nó như vậy rồi thì cưng ở dưới nguồn mình thì tới liền đó, nước, nước Em chảy. bởi em nói là mình ở trên cánh đầu nguồn mà của anh đó, là nước nếu mà đặt Tam Hiệp phải là anh trảnh nước cũng dâng cao dữ lắm á, chứ không phải dẫn trời đâu. Anh cho đây là anh chết trước, tại vì ở anh ở đây cái sông của anh nó kết nối liền với thằng Campuchia, mà Campuchia thì nó chạy Không lên kia. không khi nào chết hết anh không có tạo, tại vì một khi á, nếu mà có chuyện xảy ra là mình có cái điển 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 mẹ đi là báo trước hết, là chạy thoát hết, không khi nào chết, em dám bảo đảm anh, khẳng định anh luôn. Thì cũng mong rằng vậy, tại vì có một đoạn nói như thế này, nó là âm thanh gào khắp trên không, nghĩa là gào gào khắp trên không là nghe âm thanh, nghĩa là sấm sét có nè, trời gầm có nè, bão tố có nè, ra hay là tiếng gầm gừ đầy trên không hết trơn. Chi vậy thì ba đêm diệt trước mênh mông cứu người, núi tan đất sụp bớ người, di sơn đảo hải thương người không tin, nghĩa là báo trước cho mình ba đêm đó cho mình chạy đó. Chứ em mà nằm ngủ mà thấy có công chuyện gì á, hồi cách nay là thí dụ mà khoảng chừng vài năm về trước á, là em nói cái công chuyện nó như vậy vậy đó, cha mẹ em á la em mà từ nhà em nói mà đúng như giờ là tí giờ mỗi mùng 3 Tết vừa rồi nè, anh có tạo mẹ em hỏi á, năm mèo năm nay vậy rồi sao con thấy năm nay sao con có năm nay coi chừng mấy mốt không có tiền mua gạo nấu nữa, Có khi chén mà gạo, nói vô năm có khi chén gạo đổi một chén vàng nữa. dạ mẹ em hỏi em bữa mùng 3 Tết anh có tạo hỏi năm nay con thấy tình hình sao năm nay đồ làm ăn đồ sao con, cái em mới nói năm nay á mẹ phải dự trữ chút đỉnh này kia đồ chứ để mai mốt không có tiền mua gạo luôn á. Tại vì cái tâm linh này Mà đuổi nó cái tâm linh này nó đặc biệt lắm, nó sẽ làm cho cái dạ giác quan thứ sáu của con người ta nó sẽ có một cái, sẽ lộ ra một cái gì đó cho người ta nói lên, dạ hoặc là sẽ cho đúng người luôn ta một cái cách trị bệnh đó. Nhiều cái tâm linh nó hay lắm, tâm linh của cưng là tâm linh là nó sẽ ở trên sẽ lộ cho cưng biết những cái việc gì đó cơ cuộc đó, để cho cưng sẽ báo cho bà con biết, rằng cho bà con người ta tranh thủ người ta tu hành với người ta cũng dạ ngừa giật. dạ dưới vậy có phần vậy mà em nằm ngủ, thí dụ em ngủ mà đang ngủ hôm mà mẹ có công chuyện gì á mà kêu em á 3 tiếng em không dậy á, hồi đó em lúc hồi đó mẹ em không biết á, mẹ em kêu em rồi ấy, cái sau này em mẹ biết rồi, mẹ nó kêu 3 tiếng không dậy là để cho nó ngủ đi, chứ nó đi là nó chưa có về đâu, là cái hồn em chưa có về được đó anh Quốc Tạo. Em đi em đâu có về được đâu, chưa có gì về được, chừng nào em về em mới vô được, chứ mà kêu em là em không biết đường vậy là không biết đường đi luôn á. Đó em đi đó em nói với anh có tạo giờ thí dụ em đi phải không, em đi đầu này đầu kia cái hòm em nằm em sát em ngủ vậy, chứ cái hòm em đi đầu này thấu đầu kia về là em nhớ nha, em nhớ là em kể lại là y chang luôn á, mà chỗ nào mà em không dám nói nhiều khi người ta nói mình khùng. Thì tao không tin đâu. Dạ tao không tin anh. Rồi thời gian gần đây người ta nói tháng 10 rồi, theo cái cơ cuộc của cưng, cái cưng có thấy như thế nào, có nhận định gì không? Ở trong sách vở có để là cảnh trời mây mình vẽ lăng quăng 14 tháng 10 trời lại khuất trăng, thì người ta có nói trên đài trên mạng nói cái ngày đó quá nói, không biết cái vụ gì xảy ra. theo như em nhà nhà đó là theo như em nói với anh đó là cái này là chưa đâu, sang năm á, sang năm mình ăn Tết năm nay nè, tháng 10 này chưa, tháng 10 này cũng thí dụ có cái chuyện bệnh hoạn thôi, bệnh hoạn đau chết chóc dữ dằn lắm, tháng 10 này cũng chết chóc dữ dằn lắm, nhưng mà khoảng Tết á, anh Tết năm nay á, coi chừng mình ăn Tết không yên ổn nha anh. Tại vì Tết năm có nay câu mà ăn Tết đi đá thiệt đông đó cưng, nói vừa rồi đó đó, rồi hay là cái câu là 30 tháng chạp dở mùng mũi vô, tháng giêng mới mắm mặn khô, thì dở mùng mũi vô là ai vô mình biết rồi,
Đó, giặt giả vô, chứ giả chứ mùa vô. Người ta tháng chứ tháng giêng là dạ dạ chứ tháng 10 này là chưa chưa đâu, chưa có miên nó, chưa có xuống đâu. là mà nó xuống chắc anh chết trước quá, tại anh ở gần cảnh giới không không khi nào chết đó, anh có cạo một chi xuống đó, là mình biết trước hết, em ít nhất là phải một tuần hoặc là một tháng là có điềm báo liền. cũng mong rằng vậy chứ. Có một số người ta nói ở vùng dưới không có sao, không sao. Tôi nói nó chạy xuống tới Trà Vinh, có ai có Nó chạy, gờ gờ nó chạy lùa em luôn tới nói Trà là Vinh luôn. xuống tới Tiền Giang này luôn nè, em thấy xuống Thì tới Tiền Giang này luôn. Trà Vinh là đi hút Tiền Giang đúng không? Trà Vinh là anh phải đi ngang qua cầu Rạch Miễu mới chạy thẳng về cầu Cổ Chiên mới qua Trà Vinh được, băng ngang Bến Tre mới qua Trà Vinh. Tới Trà Vinh là nó quay về đó. Đó. Không khi nào mà em anh nói cây cầu Rạch Miễu chắc anh biết mà, từ cầu Mỹ Thuận á xuống cầu Rạch Miễu á là chỉ có hình như có 60 cây anh có tạo từ cầu Mỹ Thuận xuống cầu Rạch Miễu có 60 cây anh. Rồi cưng còn thấy những cái cơ cuộc gì đó không, cưng trình bày cho bà con biết hết đi, đặng để mình video cũng dài rồi. Còn Có một khi cái trận ở dưới mình, ở dưới đồng bằng trong Cửu Long mình, ở Tiền Giang mình còn một trận nước ngập dữ dằn lắm anh có cả. nước ngập à nước ngập thì Dạ chắc không biết năm nào ngập có không thể chứ 100% ngập rồi, hiện giờ nó đang ngập tùm lum chỗ chứ, tự động đất ngập là cái ngập đất nó mà thấp quá ngộ ha. ngập là lũ luôn á anh, chứ không phải ngập mà lên thước hai thước đâu, ngập lên khoảng mấy mét, khoảng 3 mét ăn lên đó, chứ không phải mà nó ngập thấp đâu, bà mới đang lên là chết hết luôn người coi trôi như lỉnh bỉnh luôn. Nên là có tai nạn à. À, cho lĩnh vĩnh luôn, nhưng mà không biết năm nào mà cách ở đây hồi hồi cách này khoảng mà một khoảng 100 năm á, anh mấy ông già xưa kể á, lại á, là đời này sang đời kia chỉ truyền miệng thôi, nói là tự như năm Thìn á, Trà Bảo tháng 3 cái sang qua cái năm Tỵ sinh ra cào cào mà nước ngập nó chết cái năm Thìn ở dưới Gò Công Đông á, mà nó trôi, người ta đang hát anh có tạo mà trôi lên tới Chợ Gạo luôn, anh có tạo trôi dính ngọn tre luôn á. gì hả ghê Dạ có sự thật đó, coi chừng năm nay năm tới năm Thìn đập đời trở lại là coi chừng có việc luôn á. Tại vì cái vừa rồi 12 10 10 10 12 11 năm gì trước là sắp có năm Thìn đó, là cái năm thờ là năm Thìn là năm Thìn Bảo Lục đó cưng. Dạ Năm năm Thìn Bảo Lục đó. tại vì anh biết á, ở dưới Gò Công với lên chợ gạo này là gần dữ lắm, mà cái cửa biển ở dưới Gò Công là trống lỏng, là biển Đông nó đưa vô trống lỏng là nước nó dâng một cái là em nói anh á, là nó dâng cái là cấp tốc luôn, 1 phút 30 giây luôn á. Dân nước dâng nhanh lắm, với lửa cháy cũng nhanh, hai 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 cái đó ghê lắm, nhanh lắm. Dạ rồi cái cuộc này là cuộc đời nó già già là mấy ông gì già xưa là kể là có cái ông này là ông nội của ông này luôn, đặt tên là ông Bảo ông Lục, đẻ ra trúng cái năm năm Thìn Trà Bảo tháng 3, đặt tên là ông Bảo ông Lục luôn đó anh. Ông đó giờ qua đời nhưng mà cháu ông còn sống đó, là đặt tên ông Bảo ông Lục luôn á, ông kêu bằng ông nội á, đẻ ra trúng ngay cái năm Thìn Trà Bảo tháng 3 luôn, đặt tên ông Bảo ông Lục luôn á. Rồi vậy thì rồi rồi cưng cơ rồi cưng nói đi, cưng nói đi. Với ai nữa em nói anh á, là như vậy, ai ở trên cộng đồng mạng á, đừng có xưng ông Phật thầy Tây An, xưng ta đây là Phật thầy Tây An là đừng có như vậy. Ở dưới em đây có nè, cái ông kia ông có thờ ông Phật thầy Tây An nhưng mà ông có xài nhâm độn, anh biết chắc nhâm độn chứ anh biết mà. Không biết. Alo, Không biết. Nhâm độn là ngải mét á anh có tạo thì dịch cho luôn đi, anh không biết cái đó làm sao. nhảy mét anh biết nhảy mét thôi, tự nhiên mình thí dụ mình nhà mình có bao nhiêu cái chiếc đũa là không biết liền á. Hay Dạ là kêu nhảy mét là nhâm độn á, là ông xin ổng là Phật thầy Tây An, ổng bị chết rồi, anh chết hồi năm mươi mấy tuổi là ổng chết rồi đó anh quốc tạo, tại vì ổng làm tầm bậy, ổng xin đi đâu ổng cũng ổng xin Phật thầy, ổng nói tới ngày mà giỗ tổ đình ở trên An Giang á là ai đi về là thấy ổng là xuất hiện ngay tổ đình đi qua đi lại đó, nói vậy đó. Ông chết rồi. Xưng đâu có được, mình đâu có, mình là con hổ con hon mà xưng Phật xưng thầy đâu có được. Ông xưng ông là ông sư giải bán khoai gì nữa tùm lum đó. Thì thôi cũng Rồi em nói là cũng cảm ơn cưng nhiều, rồi cưng cũng có lời gì để gửi gắm đến khán giả không, đến bà con. nói giờ em nói trên trên cộng đồng mạng gì, mai mà có cái phần mà
tâm linh cả điển rồi mà cô mẹ căn tu đồ đó thì ai ráng ráng làm ăn hiền ở lành đi, chỉ niệm Phật mình không làm được gì, chỉ niệm Phật thôi là chỉ đúng là nếu mẹ chứng là cũng được qua cái quân này, còn ai mà không tin tưởng là cái quân này từ đây tới gì sau là từ đây năm 2023 tới 2030, mà nếu ai không tin tưởng là từ đây tới đó là không còn ở trên 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 trần gian này nữa đâu. Có nghĩa là lúc này lúc cái cơ cận tận diệt nó đã sắp đến rồi ha, nó sàng lọc ha. Dạ lúc là cái nước rọt rồi đó anh có cạo, thì mẹ cho biết như vậy đó, mẹ cho anh thấy hoài, mẹ em cho mẹ Quan Âm cho anh thấy hoài, nếu ai không tin á thì đừng có bình luận cái gì vô sâu xa, còn nếu tin á thì bình luận vô kênh của anh Quốc Tạo đi là sẽ thấy mẹ, nếu mình tin tưởng là mẹ sẽ cho mình thấy. Dạ rồi, vậy cảm ơn Cương ha, hẹn hẹn gặp lại ha, khi nào có cái diễn viên gì cho hay mình cho hay ha. Rồi rồi, bye bye anh Quốc Tạo.